Hello, cô gửi các con hướng dẫn làm bài tập về nhà của Unit 9, Lesson 5. Phần này các con ôn tập toàn bộ các từ vựng đã học nhé, của chủ đề 9 nhé. Number 1, look and take. Phần này thì các con sẽ quan sát hình trước này. Sau đó con sẽ xem lại tất cả các từ nào, và con sẽ chọn từ đúng với hình nhé. Number 2, listen and take. Phần này thì cô sẽ gửi audio cho các con nghe, xem là các con nghe xem câu A người ta nói là nhắc đến con vật tiger hay monkey nhé. Tương tự như vậy với các câu còn lại nha. Rồi và next exercise 3, draw a line to match the animal into the correct box. Trên đây là tất cả các từ nào đã các con đã được học, và các con sẽ nối giúp cô. Thứ nhất là về wild animals, là những cái con động vật ở trong rừng á. Và của bài số 8 là farm animals. Các con xem là cái từ nào là động vật ở trên trang trại, còn đâu